lắp chính này, này vận hành lại phải sắm laptop mệt. Ông bận nhiều tuổi mấy phe thì nhiều phe đó, tổ trưởng chi với cả ông tổ trưởng vận hành, có khách thì phải đợi bắt đầu được nhau mà muốn chạy gọi là dưới kia hả, có khách đi toa to mồm, có nghĩa là không có khách ở dưới thì mình đến ga thì vẫn bốc còi ấy, nó đến cứ bốc còi điếc tai nó. Cái này nó theo quy định đấy, ở trong tài liệu à, thì đúng rồi, trong bà là kia chúng nó cho là ví dụ vào ga là bấm 3 lần còi đấy, bắt đầu xuất phát này 2 lần, hai tàu gặp nhau là bấm 2 lần. Ở đâu chẳng đấy, kể cả đường sắt ngày xưa mà em, có nghĩa là còi ngắn, có quy định còi ngắn còi dài, mà còi ngắn là bao nhiêu giây, còi dài bao nhiêu giây, và còi ngắn cách nhau như nào là phải là có hết đấy, trong này đường sắt là tôi vui thì tôi bấm nhỉ, vui là tôi bấm, chưa ai quy định với tôi cả. Có cái là vẫn phải quy định với đây rồi đón khách này, dù là mình sắp đóng cửa là mình bấm ở đây, là mình bấm để cho lại phối hợp cả bên sân vé rồi bên hướng dẫn các thứ. Hôm nay được ngày trời đẹp quá nhỉ, dưới này thì thường xuyên là đẹp rồi. Đứng ở quy kia mà mắc chân vào nó ấy được là chịu rồi, là thôi tiền em lên đường phanh này nó phải dây nó 5 mét, nhưng mà tốc độ này phanh dây sự khẩn cấp mà để ông mở được này lên đến mẹ đâu. Đi làm mà đủ tiền luôn là đi làm mông, làm mông anh gọi đi làm mông từ xưa đi đâu con người mấy thằng Hải Phòng. Tuần giới thiệu về mẹ quản cái này nó dài gần 2 cây rồi, Tuần giới thiệu chắc lổ cổ kiêm hướng dẫn luôn không? Từ cái này trước kia kia chẳng thế, tưởng là cái đấy là tưởng là nó bắt buộc đầu mà nó thích thế, nhưng xong rồi đến lúc lên khách hỏi và trả hiểu lúc này nó nói cái gì. Nó nói cả tiếng Anh. Thế là tốt, phong nghi. Cũng đeo kính đi ăn như thế rồi. Cái này mà sát thủ hết rồi. Thâm mắt rồi, phải đeo kính. Cái này khoảng cách xa thế mà nó đỡ ấy được sang nhỉ, nhỏ lắm. Đó, chỉ có một bên này là bánh chân tướng, bên này là bánh phẳng lẫn nằm lên trên mặt dây thôi. Bánh này không giống như kiểu tàu kia, nên là không phải làm dây giống như tàu kia. Hả? À, con cua đây nó là cua bình thường như thế sao? Nó phải làm rộng ra tí chứ. Không, cua thì nó lại kiểu nó có trên đấy là gì có gạt kính đâu. Chẳng có gạt kính, có hai đầu mỗi đầu cái gạt bằng tay hay gì đó. Tàu đời sau. Thế thì nó hấp sương mù quá vậy. Yeah. Đầu trẻ con đi. Cái này là sinh sau đẻ muộn nhưng là nó hiện đại hơn, lớn hơn. Bao giờ chả thế, trẻ con bây giờ nó sữa nó có nhiều. Thông minh hơn đúng không? Không, nhưng mà nếu mà ở dưới này có hai tổ trưởng vận hành thì ít thôi. Dưới nào? Hai tổ trưởng đấy. À, thì hai tiếng. Trinh này, Trúc Gia này. À, tức là ở đây này thì cái cơ hội đổi thì hơi khó. Hơi khó. Sao? Hai tổ trưởng khác nhau. Cũng kiểu hai nó hành hai tổ. Nếu một thằng tổ trưởng thì nó khác. Cái này một thằng quản lý cơ thì nó khác. Đúng. Đây là thành hai tổ riêng rồi. Hai tổ nhưng mà nó vẫn thuộc một cái phòng kỹ thuật thì có nghĩa là sau này là nó luân chuyển, nó không đơn giản như kiểu là trao đổi một phát ăn ngay, mà đằng này nó sẽ phải lúc đấy sẽ phải thu xếp, ví dụ thằng muốn lên thằng muốn xuống, mà ví dụ đổi hai người một thì dưới này tuyến dưới này rất là đông, mà trên này chỉ có 6 thằng thôi, lúc đấy phải tính cái việc đấy nữa. Các ông thiếu người à? Thiếu không? Thế là đủ. Thế được rồi. Đủ biên chế à? Vẫn 6 đây mẹ dài này, hai tàu mà có 12 thằng. Dưới này tàu hiện đại hơn, anh em chạy tàu sớm hơn, khoai hơn trước kia rồi mà. Khó lắm, phải có tuần trả thì mới bóng được đây. Đồng khách vận trưởng, có thằng nào ngồi phòng này không? Có những phố ngọ vắng có một lúc mà họ suốt. Công quả. Kia thì lên khoai gì mà ngồi đây? Chắc là nghiệp audio. Nghiệp Ken rồi.